chào mọi người, đây là Minh An từ Children Discovery Museum. Hôm nay An đang ở trong nhà bếp của Potter the Otter. Mọi người đã có bao giờ ăn cái kem chuối mà bọc sữa chua và bột yến mạch chưa? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm món kem này. Đây là món kem rất là dễ làm, vừa bổ dưỡng và vừa ăn rất là ngon. An bảo đảm là em nào cũng sẽ thích. Và điều thú vị hơn nữa là em nào cũng có thể làm được. Hãy cùng nhau vào bếp và làm nha các con. Vật liệu chúng ta cần hôm nay gồm có một cái khay nhỏ, thớt để cắt, muỗng, con dao nhựa để cho các em có thể sử dụng, que kem bằng gỗ, 1, 2, 3, 4, 4 que kem bằng gỗ, khăn giấy, một hộp để hồi mình đựng kem chuối mà có thể bỏ được trong ngăn đá. Và dĩ nhiên là chúng ta cần phải có chuối. Sữa chua thì quý vị có thể xài bất cứ loại sữa chua nào cũng được, mùi vị nào cũng được. Hôm nay An sử dụng là dâu tây và chuối. Granola hay là gọi là bột yến mạch. Đây là loại granola mà An sử dụng. Quý vị có thể xài cereal hay còn gọi là bột ngũ cốc. Nhớ là khi xài cereal thì mình dùng những cái loại mà nó hơi nhẹ để cho nó dễ dính vào trong cái kem chuối của mình. Và đầu tiên hết là An sẽ bỏ cái miếng giấy sáp này lên trên khay để lát hồi khi mà chuối đông lạnh thì mình gỡ ra cho nó dễ dàng. Trước tiên chúng ta chuẩn bị chuối thì chúng ta phải nhớ rửa tay. Khi mà vào trong nhà bếp mình làm bất cứ gì thì mình trước khi mình nấu ăn mình phải nhớ rửa tay nha các con. Rồi bây giờ đầu tiên hết mình sẽ chuẩn bị chuối. Mình sẽ lấy chuối ra ha. Mình sẽ lột vỏ chuối trước. Đây. Bây giờ mình sẽ cầm dao này nè, các con mình sẽ chia cái trái chuối này là làm 4 khúc. Đầu tiên hết mình sẽ chia làm 2 trước, cô sẽ cắt ở chính giữa nè. Rồi cô có 2 khúc chuối, bây giờ cô sẽ cắt mỗi khúc này ra làm 2 nữa nha. Đây, vậy là trái chuối này chúng ta có 4 khúc chuối. 1, 2, 3, 4. Xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái que kem này mình gắn vào trong cái trái khúc chuối của mình nha. Các con để vào trong chính giữa như thế này và gắn nhầy, bỏ nhẹ vô. Đây, mình có một cái cây que chuối, que kem chuối. Cô làm lần nữa nha. Đây là cái cây que kem của mình. Mình bỏ vào trong chính giữa của cái khúc chuối và mình gắn nhẹ lên như thế này. Đây, mình sẽ bỏ vào trong chính giữa và mình ấn nhẹ vô. Miếng cuối cùng. Rồi, các con có 4 cây que kem, 4 cây chuối đúng không? Bây giờ mình sẽ nhúng những cái que chuối này vào trong sữa chua. Đây, mình sẽ nhúng. Các con nhớ là mình cố gắng nhúng cho phủ hết toàn bộ cái sữa chua chuối với sữa chua nha. Mình có thể dùng cái muỗng để mình làm. Đây các con có là cái chuối này đã phủ với sữa chua, bây giờ mình sẽ lăn qua cái bột yến mạch. Đây và mình sẽ để vào trong đây. Đây là cái cây chuối thứ nhất của mình. Bây giờ mình sẽ nhúng cái cây thứ hai vào sữa chua vào thứ hai nha con. Các con có thể dùng muỗng rải lên. Đây là cái cây thứ hai, mình cũng sẽ lăn qua bột yến mạch.
Đấy, cô để lên trên đây ha. Rồi, đây là cái thứ ba. Mình cũng sẽ làm như vậy. Mình sẽ lặp lại như vậy. Cây cuối cùng. Đâm nó không có được ấy rồi. Đây, mình sẽ bỏ vào đây. Như vậy là chúng ta đã làm chuẩn bị xong phần kem chuối. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào trong tủ lạnh. Bây giờ mình sẽ để những cây kem chuối này vào trong ngăn đá ha. Một tiếng đồng hồ sau mình sẽ quay trở lại. Wow, nhìn đây, mình đã có những cây kem chuối ngon lành rồi. Các con vừa tự làm cây kem chuối với sữa chua và bột yến mạch. Cô hy vọng rằng các con có một cái thời gian thú vị với ông bà hay cha mẹ của các con trong nhà bếp ngày hôm nay. Đừng quên rằng quý vị có thể làm cái kem chuối này với bất cứ vật liệu nào mà mình ưa thích. Xin đừng quên chia sẻ hình ảnh của quý vị trong nhà bếp với chúng tôi bằng cách hashtag Purple Museum Creation hoặc hashtag Virtual Purple Museum. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị vào lần sau. Bye! Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên Virtual Purple Museum của chúng tôi. Chương trình phát sóng vào mùa thu của chúng tôi là vào mỗi thứ ba và thứ năm trên Facebook and YouTube. Hãy ghé thăm chúng tôi, Bill's Backyard, mở cửa vào mỗi thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Để được cập nhật thông tin, xin ghi tên vào danh sách email của chúng tôi. Truy cập www.cdm.org và ghi tên ngay hôm nay.